Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay FIFA 21 đã có icon David Beckham anh em. Đó. Nên mình làm một clip cho giới thiệu cho anh em nha. Nói chung nó chỉ có trên FIFA 21 thôi. Chứ chưa có trên FIFA Mobile nha anh em. Giới thiệu chơi nha, có thể sau này nó có anh em. Đó. Đó là ghi là David Beckham được công bố là biểu tượng FIFA 21 anh em thấy không? Phút anh em. Sau khi hợp tác với eSports với tư cách là đại sứ. Đấy. Nói chung là nó nói về Beckham anh em, hợp tác lại với AE đó. Đó. Nó kêu là nó sẽ có mặt trong FIFA, đóng vai trò là người đặc biệt anh em, người chơi đặc biệt anh em. Nói chung là có thể mua ha, nạp ha. Nhưng mà chỉ bên FIFA Mobile, FIFA 21 thôi. Chứ không có chơi trên FIFA Mobile anh em. Đó. Trên trang goal.com anh em. Đó, tất cả trên trang goal.com ha. Mình lấy trên đó về ha. Đó. Nói chung là nó hợp tác lại với thằng AE Sports anh em. Nên Beckham sẽ được xuất hiện trong FIFA Boost 21 nha anh em. Đó, FIFA Mobile mình chưa có nha anh em. Đó. Có nghĩa là ngày 15 tháng 12 nè, bắt đầu nè. Cho tới khi ngày 15 tháng 1 anh em mới bắt đầu có nha. Mới có Beckham bắt đầu xuất hiện mà anh em mới chơi được ha. Nói chung chỉ trên FIFA ấy thôi. FIFA 21 thôi. Còn trên FIFA Mobile thì nó chưa có. Chắc sau này nó phát triển thêm thì chắc FIFA mới sẽ update cho anh em nha. Có thể là anh em sẽ nạp hoặc là chơi gì đó event đó, mới có ha. Còn đây là cái clip FIFA là 21 anh em, đó với Beckham nè, nó đang quay sơ qua ha. Đó, nói chung là Beckham nó trở lại rồi anh em, trở lại FIFA rồi đấy, nó ghi đó, nhận được David Beckham ngày 15 tháng 1 anh em 2021 nè. Đó, nói chung là nó sơ qua cho anh em rồi ha. Rồi anh em đã tìm anh em tới đâu rồi? Mình chỉ mới tới 90 128 thôi. Đấy, tìm ngon bộ để cho anh em anh em. Đó. Nói chung là mình chỉ up những con nào over 7 mấy thôi. 71 có gì mình up phút cho nó đỡ tốt tiết kiệm coi ha. Rồi, mình bán một số con trong kho anh em. Để coi nó như thế nào ha. Khá nhiều nha anh em. Để mình coi coi mình bán hết cái số cầu thủ này là bao nhiêu coi nha anh em. Cũng khá nhiều nha anh em. Đó, đã đứt nè. Bán 900 mà còn được có 800 mấy thôi. Đó, tụ môn nè. Đó. Để coi lìa hết mấy cái này còn được bao nhiêu coi nè. Đấy, ủa này mấy kìa anh em ơi. Khá nhiều nha anh em. Rồi, mình lìa hết thì còn được 5 em anh em ơi. Đó. Nói chung mình đã dành nha anh em. Để có sự kiện mới, có thủ mới nào hay thì mình mua ha. Chứ đừng có để mua cầu thủ sớm quá. Không nên. Sau này nó ra cầu thủ mới nhiều lắm. Cứ từ từ anh em ơi, update từ từ thôi. Mình cày chay mà. Không cần phải đua theo mình tốt đâu anh em. Cứ cần từ từ thôi. Rồi anh em đã ly mắt up này cũng được anh em. Cũng khá ngon nha anh em. Đó, nói chung là mình cũng bỏ 1-2 tuần rồi. Cũng hơi ổn anh em. Anh em nào mà có thời gian chịu khó thì đá đi anh em. Kiếm quà bên đây nè anh em. Đó, cầu thủ đã bán ngon rồi. Cũng khá có giá nha anh em. Đó. Nói chung là nó ít người chơi á. Nên cầu thủ nó có giá lắm nè. Đó, 82 cộng nè. Còn 4 cầu thủ này á thì sẽ 12 ngày nữa nó reset lại nha anh em. Đó, 82 cộng khá ngon lắm. Mấy cầu thủ này giá khá cao nha anh em. Có một số anh em được mà đăng lên group á, thấy cũng giá khá cao á. Em mấy á, cũng ngon rồi anh em. Đấy, có CDM á nè. Của Leeds United nè anh em. Đó. Nói chung quay trước nào thì giá cao thì bán kiếm lợi anh em. Kiếm up team từ từ. Đó. Với mình chơi bên Legacy anh em, kiếm XP, Gen rồi coi gì đó. Tích từ từ anh em. Anh em thấy nó ít chứ nhưng mà tích từ từ nó nhiều à. Cứ kiên nhẫn anh em, cày chay mà anh em, cứ từ từ thôi. Đừng có đua theo mấy thằng nạp chi. Hoặc là mấy thằng mà nó cày coi được thì nó over cao thì mình chịu thôi. Đó, mình không biết cày coi, mình từ từ thôi. Đó. Chơi bên Galaxy anh em. Đó. Cứ kiếm coi, kiếm Gen tích từ từ. Đấy, mình chơi bên đây nữa nè. Kiếm up brand nữa anh em. Đó, cứ từ từ thôi. Đó, nó muốn mình lên over từ từ, kiếm cầu thủ ngon mình chơi thôi. Đó. Đó là mình chia sẻ kinh nghiệm cho anh em ha. Đó. Mình kết thúc clip đây nha anh em thấy hay thì like share cho mình ha. Anh em chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình ha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.